Thưa quý vị, nông dân Hậu Giang đang thu hoạch vụ lúa hè thu cuối vụ với niềm phấn khởi vì giá lúa được thu mua tại ruộng tăng cao. Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã thu hoạch được hơn 67.400 hecta trong tổng số gần 74.200 hecta lúa hè thu đã xuống giống với năng suất bình quân ước đạt 6,2 tấn trên 1 hecta Hiện lúa thu hoạch xong được thương lái cân lúa tươi, cắt máy tại ruộng đối với giống lúa OM18, giao động từ 8.100 đến 8.300 đồng một ký, còn giống lúa OM5451 ở mức từ 7.600 đến 7.800 đồng một ký, cao hơn từ 300 đến 600 đồng một ký so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí, nông dân thu được nguồn lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng một hectare. Giá lúa tăng do nguồn cung lúa gạo hàng hóa giảm mạnh bởi vùng đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào cuối vụ thu hoạch lúa hè thu 2024, trong khi vụ lúa thu đông 2024 chưa bước vào vụ thu hoạch. Đối với lúa thu đông trên địa bàn, dù ở giai đoạn làm đồng, trổ, đến chắc xanh và chuẩn bị chính, nhưng đã có nhiều thương lái và doanh nghiệp đặt cọc mua với mức giá tốt. Điều này giúp bà con rất vui mừng và phấn khởi.